chẳng bây giờ nơi này yên ấm nếu như em không nói cách xa để nỗi buồn nhuộm màu thương nhớ phố xa xôi đã vắng người qua xin chào các bạn hiện tại mình có một cái nhóm facebook cái nhóm facebook này của mình tạo ra do mình làm quản trị viên luôn để giúp các bạn mua bán trao đổi giao dịch trung gian các nick du h năm khi bạn bán nick qua mình hoặc là mua nick qua mình ý, phí giao dịch sẽ là không phần trăm nhé tức là không lấy phí của bạn luôn thứ hai Group này tạo ra nhằm giúp các bạn trao đổi cách kiếm một số nợ bài và giải đáp các thắc mắc khi chơi game. Thứ ba, khi nào giàu sẽ tạo giải cho mọi người giải trí. Bốn, Công cụ lao động chính là nhân cách của mình. Câu này vẫn là copy trên mạng. Còn hôm nay thì mình vừa nghĩ ra một cái thử thách, tức là mình sẽ bôi một cái đích để dành cho chỉ chỉ ở ao Tu nhá. Hiện tại mình có bôi một cái đích chỉ ở auto Tu thôi. Xong là mình sẽ vào ranh test xem mấy cái bạn nông dân đánh cái nick này kiểu gì. Hiện tại là đích này chỉ chỉ auto các bạn. Tức là auto là sao? Tức là các bạn chỉ vào chiến đấu nhá. Xong các bạn ấn cái nút tự động ấy để xem các bạn đấy để xem mọi người đánh lại cái nick này kiểu gì nhá. Nó cũng hơi hơi bị chật vật đấy các bạn. Nếu mà nãy giờ mình ngồi treo mình xem họ đánh bài ấy, thì nó mấy bạn nhiều khi kiểu chơi gần hai chục tơ đi vẫn chưa win nổi cái nick này đâu. Đây để tại sao thì bây giờ ấy có một bạn nãy giờ mình gặp hai lần đấy là cái bạn gì nhỉ? Nãy giờ mình gặp hai lần cái này toàn thua các bạn. Đây cái bạn gốt gốt gì? Asonin này này. Đây nhá, cái bạn này mình gặp hai lần rồi. Bạn này chơi công nghệ đảo chuyển nhá, đúng một sân chơi chính hiệu luôn. Công nghệ đảo chuyển, công nghệ này có cả tham luôn nhá. Và nạp khá là nhiều không phải ít đâu ạ. Bạn này thì chơi công nghệ đảo chuyển và gặp mình auto nhá, tức là mình chỉ ấn cái nút tự động trong này, không cần làm gì, mình treo treo máy, chỉ ấn nút tự động thôi. Và bạn này mình nhớ cái trận này bạn này hiểu khóc thét luôn ý, Nhưng mà sau bạn này vẫn thắng, bởi vì bạn này chơi đảo chuyển các bạn đây mình sẽ có mắt hát nhá xong dùng cái này là chỉ ở auto bạn chẳng làm gì đâu những con này là chỉ cần ấn auto thôi mình sẽ úp cái này úp úp nói cho nó úp hết vào bạn này may mà chơi đảo chuyển ý chứ thật là chơi công nghệ thuần làm sao mà thắng được đảo chuyển bây giờ kiểu các bạn nhây nhây thì nó vẫn ra bài thôi nhưng mà nhây khó lắm bạn gặp đây nhá tại sao lại bạn này khóc thét các bạn sẽ nhìn này cứ gọi con này lên xong gọi tiếp bị cái bẫy sát vụn của mình đẩy sạch bài về không gọi được quái gọi con phù thủy công nghệ đấy nên đúng không Nào, ăn một cái đẩy nữa Ôi bạn tôi ơi, kiểu lại cái lá này lại bị vô hiệu, xong úp cái lá này là lại bị đẩy về, tức là không làm được gì luôn ý. Dùng cái lá này thì tí sẽ bị phá hủy thì vậy. Con này nên được đúng không? Ừ bạn này nên được con này này. Chẳng qua là cái này này, mình nhớ cái trận này này. Bạn này dùng ba cái nào ác mộng. Bạn này dùng ba cái nào ác mộng mới sống. Cái trận này mình ngồi mình xem, mình xem họ chơi poker ấy, các bạn biết là trò poker trên Facebook không? Mình ngồi ở cái tab này này, mình xem poker. Xong thi thoảng lướt qua thì thấy bạn này đấy đấy. Bạn này không có cái rào này này, niệm lâu rồi. Con này cứ triệu hồi nên là bị khóa nhá. Đây nhìn, nhìn đối thủ này. Các bạn sẽ chuẩn bị thấy. Con này khi khi ấy gọi gọi bài đúng không? Gọi con này lại bị đẩy lên. Không thể gọi bài mà đào chuyển được cái Gọi con này xuống đúng không? Cái lá này gọi tiếp. Cái này là do do có cái lá này mới sống quá ạ. Nãy nãy mình để ý. Xong tí bạn này may bạn này đào chuyển được. Bạn này mà không đào chuyển được là niệm luôn đấy. Bởi vì công nghệ năm năm gì gọi được bài, chỗ nào mà gọi. Cái này, này là bạn này tự sát đi, tự sát các bạn biết làm gì không? Để cho nó rút ngắn bộ bài nhá. Ô sao tự sát mình để mất máu nhỉ? Ô vô lý nhỉ Bạn này tự sát mà không mất máu này Chơi game game Ô oh, game từ từ nhá Hình như nãy bạn ấy tự sát mà mình mất máu mà Hay là do ý phải con Halloween win này Đây đây Không gọi được bài đâu các bạn Nhìn nhìn trên tay này này Ồ bạn ấy mất máu Nhìn trên tay nha Gọi này xuống đúng không Gọi con này đẩy về Sao mà gọi được Gọi con này xuống Thì Gọi con này Con này lại bị đẩy về làm sao mà gọi được bài đây không? đây chỉ là một đích ấn vào auto thôi các bạn ạ các bạn để sức mạnh của nạp tiền chưa cái này may may fan này này bạn này đào chuyển xong là mình hết bài mình thắng được ấy nếu mà mình kiểu à đâu nếu mà kiểu mình bui ác ác hơn ấy kiểu mình bui sơ sơ thôi nếu mà mình kiểu bui ác ác hơn ấy nhiều khi không được chơi đâu cái nào bẫy sát vụ này này nó cứ đẩy về thôi xong thì cuối cùng bạn này cũng win được các bạn các bạn nhìn cái này nó nhanh vậy thôi mà các bạn phải đặt mình vào vị trí người ta ấy các bạn nhìn người ta múa kiểu đúng bất lực luôn ấy không thể gọi bài được con này đẩy về tiếp này cái nốc ấy mình ngồi xem bạn này múa ấy, nó mới buồn cười kiểu không thể gọi được bài luôn ấy gọi này xuống lại bị đẩy lên tiếp cái bẫy này thì hơi mất dạy tí công nghệ thì nó có thể phá ấy. nhưng mà bạn ấy bui kiểu đào chuyển quá đào chuyển thì nó không có phá đâu đưa hai con về đúng không cái này thì giúp rút đút bài đúng không ạ đằng nào mình cũng thua rồi khi nó hết bài thì mình sẽ thua con này đẩy lên lại đẩy về sao mà gọi được bài chẳng qua là cái pha này do mình đang chơi poker cơ thôi không mình thắng rồi chứ thật ra là không phải do mình gà đâu chứ cái pha này nên con lự bố này xong đấm 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 các thứ chắc là không đấm hết được nhưng mà mình sẽ thua nhá bởi vì nó hết bài thôi kiểu trận này các bạn các bạn trông nó nhanh vậy thôi nhưng mà nó nâu lắm Tiếp theo trận thứ hai nhá, trận thứ hai thì tiếp tục gặp bạn này tiếp. Mình nhớ các bạn này hai lần. Ủa sao mình có thể thắng được nhiều Thôi tự kệ mấy trận thắng đi. Mình toàn đã đóng tu mà vẫn thắng được đấy, thắng được một trận này, hai trận này. Chắc là người ta đau anh. Ừ đúng chắc này. Đây trận thứ hai thì bạn này may hơn. Bạn này không ăn cái bẫy sát vụn. Bạn này thì ừ, cái pha này bị làm sao nhỉ? Nói chung là nó cũng rất là khổ sở Cái pha này tuy bạn để không ăn cái bẫy sát vụn ấy mà bạn này là à cái pha này mình nên bố các bạn. Pha này này, tuy bạn này là không không ăn bẫy sát vụn nhưng mà mình lại úp con lựu bố lên sân tại tại lúc đấy mình thấy chân tay của da cát nượng ấy chân tay của da cát nượng Xong mình gọi con con da cát nượng lên thế nó lên được con lựu bố thế là con công nghệ này bất được <laughs> nên mỗi con lựu bố xong công nghệ bất được các bạn chả làm được gì nữa đấy pha này thì rút được cái da cát nượng ấy da cát nượng thì tí thì bạn này không đấm luôn ấy bởi vì là mình chẳng biết tại sao không đấm ấy à đấm thì mình cũng không chết ấy bởi vì cái thuyền cỏ ấy nó có thuyền cỏ nên là đấm cũng không được các bạn ạ vì thế nên mình nên con lựu bố đấm chết con kia đi nhá đó xong bây giờ cứ để con lựu bố thủ sân thì pha này bạn lại dùng cái ná cũng đảo chuyển các bạn pha này mà không chơi đảo chuyển đi là không thét rồi đấy chẳng qua là do người ta chơi đảo chuyển thôi đấy nó sẽ gọi được bài gọi bài xong tự sát tại sao người ta lại tự sát như vậy tự sát cho nó rút nó lấy bài lên nhá một nhá công nghệ tự sát để lấy bài lên thứ hai là nó rút ngắn bộ bài cho bạn rất là nhiều đấy nó tự sát hết vào con này con này thì đam nó hơi bé nên là tự sát đỡ mất máu đấy nó tự khi tự sát như này các bạn nhìn thấy không bài của người ta rất là lấy rất là nhiều bài lên luôn vì thế là cứ tự sát vậy thôi không quan tâm gì lắm xong cái pha này này kiểu bạn này bốc được đảo chuyển mới đau chứ bốc đảo chuyển sớm quá đảo chuyển thế giới mà cái bạn này này không có hồn ma ám cơ ồ chơi đảo chuyển nhưng mà lại không có hồn ma ám là chơi đảo chuyển với sâu kim tức là dùng hai đạn sâu kim còn cái này nếu mà công nghệ chơi như này này thì nó nô no hốp lắm các bạn đánh tầm danh đánh... kiểu mấy bạn mới chơi thôi Chứ giờ ngay cả thánh kỵ cũng chẳng đánh hại đâu đấy không cái pha này bạn này bị bạn này đảo chuyển chết hết hơi 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 buồn tính các bạn ạ. nếu mà dùng bẫy sát vụn cho nó vui hơn con con chỉ cần nữ bố thủ sân này này hoặc là thuyền cõi ấy, thì công nghệ bất ngờ thôi các bạn ạ một là nữ bố hai là thuyền cõi ấy, thì công nghệ nó cũng chịu thôi hai trận gặp bạn này mình nhớ là vậy còn một trận là gặp đây cái này là trận này tí win các bạn ạ trận này tí win nhưng mà kiểu người ta có tham ý mấy thằng này nó có tham các bạn ạ nãy giờ cái thằng công nghệ với bạn này này có tham nên là mới đánh được chứ nếu mà không có tham ấy thì cũng hơi bị khó để win cái deck auto của mình đấy thật nếu mà mấy cái deck nó mà không xài tham nhá win được cái deck auto của mình hơi bị khó nhá cái pha này có thuyền cọ này, không không làm gì, chắc là bạn này chết bài đúng không? Xong bây giờ gọi có vua lồng ngự trị các thứ thì cái này mình chỉ ăn auto đấy là mình thi thoảng mình vào xem thôi Hai con này mình định nên lựu bố ấy, nhưng mà nó chết mất tiêu rồi Kiểu pha này bạn này có tham ấy, xong bạn này OTK được mình Mình nhớ cái trận này bị OTK Không mà cái tên sau ấy, mình nên con tiên tri này Con tiên tri này thì ăn auto nó vẫn nhảy các bạn Con tiên tri ăn auto nó vẫn nhảy nhưng mà cái pha này xui Bạn này có tham, nên là bạn này múa rất là ghê ấy. Đây, bạn này múa đúng kiểu đấm đến chết thì thôi full linh các thứ này xong sẽ nên cái con linh gì nhỉ linh hỏa đúng rồi cái trận này mình xem nên hai đầu bạo liệt này cái trận này hơi tiếc nhá trận này nếu mà tân sau ấy mình gọi là con tiên tri hư vô này đúng đẹp thôi các bạn thật ra là gọi con tiên tri cho nó đẹp thôi chứ nó không để làm gì đâu hơi buồn một chút cái trận này là do người ta OTK ghê quá đấy nó nên con linh trận này nếu mà xét về hai thằng không có tham ấy thì tính là cái nick của mình nó khá là xịn đấy các bạn ạ à? nếu mà xét về hai hai thằng không có tham để win được cái nick mình không phải là chuyện đơn giản đâu còn con linh chiến khúc thì kệ nó đi Linh chiến khúc thì nó sẽ lại không đánh được ra căn lượng đúng không? Linh chiến khúc thì lại không đánh được ra căn lượng Hoặc ví dụ như là nó chỉ đánh được thuyền cỏ thôi Đó, trận này ba trận auto à? NPC này auto này một NPC á Boss à? Còn ai anh nhỉ? Nãy giờ gặp trận nào hay hay nhỉ? Mình nhớ là có vài trận Đây hình như trận bạn này đúng không nhỉ? Không biết nữa, nãy giờ mình để auto ấy Trận bàn này à? Trận này hình như là mình chơi rồi ấy à ừ, trận này thua nhá trận này thua không cho bạn xem xem mấy cái trận auto thua thôi chúng luôn xem mấy cái trận mình đánh thua đánh thua là do kiểu mình đánh kiểu vớ vẩn ý không biết đánh các bạn ạ nên là thua là phải rồi còn cái nick này này hiện tại mình bán 13 triệu nhá mua liên hệ mình mấy cái thằng cứ bảo mua 13 triệu xong bán 13 triệu ta không bán đắt hơn thì may rồi sao cứ phải săn si người ta làm mình quá hết gì nhở việc của người ta chứ việc của mình đâu ví dụ bây giờ ấn ấn auto tiếp này người ta mua 13 triệu người ta không được quyền bán 13 triệu à mà mấy thằng nó cứ sân si làm cái quái gì ngon bỏ 13 triệu ra mà mua xong bán lại 15 triệu đi ai cấm đâu bỏ 13 triệu ra mà mua xong bán lại 15 triệu thì đấy cứ kêu người ta ăn gì khôn thế sao mình không làm như người tha người ta đi thế là các bạn sân si làm gì không biết cái chuyện của mình thì kệ mình đi chứ cái này là 13 triệu nha mua liên hệ mình có cái gì có Tam Quốc có Rika có Locket có Sana Madrid nó Sana ăn nhầm Sana Sana và Tam Quốc thì nó là full x3 chiên trong chiên có gì thì nó sẽ có cái đấy nha các bạn còn Rika và Rocket thì nó chỉ là nạp đặt mốc thôi Còn vấn đề như kiểu là siêu nặng là full chiên này Đây full chien. Còn gì nữa à, có mấy cái con tản nào tản nuôi có linh buzin với lại có con bẫy sát vụ đấy các bạn có hai con đặc biệt là con linh buzin bẫy sát vụ thôi nói chung là đích này 13 triệu các bạn mua thì mua bởi vì cái đích này nó nạp tận 171 triệu rồi nó nạp một một triệu bán lại 13 triệu các bạn Thần chờ gì nữa không bốc luôn đi hoặc là các bạn kêu mình khôn đi thì bạn bốc 13 triệu về xong các bạn bán 15 triệu như mình quá tuyệt vời gì nữa mấy cái thằng tào nào cái này chắc là auto của thua rồi các bạn nó có con linh s này chịu nhá con linh s này chịu nhá ở auto thì không đấm được con này đâu ai à, nhưng mà có cái lá này nếu mà nó không phá nhá mà chắc là nó sẽ phá chúng rồi cái này thua rồi mấy thằng này toàn chơi linh s thôi à với lại bạn này là người chơi ấy. nếu mà nào nếu nếu không phải người thì kiểu có tỷ lệ mình vẫn thắng được còn bây giờ là người chơi thì khó lắm đây nó nó làm đun được hai cái này không thể tấn, nó tấn công mình luôn Ôi cái thằng này nó chê à kiểu nó con này nó sợ bẫy các bạn nó sợ bẫy nên là nó không tấn công tuần sau thì nó phá hết rồi nó mới tấn công ừ đúng rồi cái này chơi hay nhá cái này chơi hay bởi vì là theo mình ấy pha này tấn công thẳng luôn đi mà do bạn này sợ sợ cái ná phản đòn đúng không bạn này sợ là ăn cái ná phản đòn nên là không tấn công ôi rồi ôi ôi bạn tôi ơi cái gì đây đâm phát chết luôn lại <laughs> một con chín ca đam rồi ok Thế auto thì nó chỉ có vậy được ạ Auto thì hiện tại vui chỉ như vậy Mạnh nhất của nick này thì phải Có ma này, tiên chi này, mấy con này Để bữa sau mình nghiên cứu ra mấy cái nám mất dạy Xong mình treo auto nữa cho vui nhá Tại dạo này nó cày pha đông Nên là nhiều bạn auto có dịp làm cái này cho bạn xem Ok, nếu thấy À đây, cho bạn xem nick nhá Chứ giờ lại nói sách có mách có trứng Đó, nick này đúng không X3 Numenel Neo GL con này cực ngon nha bạn mà quan trọng các bạn phải lên được đó thì nó mới ngon thôi không lên được thì nó chỉ làm con neo thôi lồng thần mắt xanh con này GL rồi nhá GL thì xem xem GL thôi bạn hồn vĩnh viễn con này cũng GL nhá xem mình cái lá GL thôi nhiều GL thì có gan GL nữ phù thủy áo đen mana GL phù thủy tập sự GL ma hát GL tiên tri hư vô GL đó đó tất cả những gì nữa này có còn lại thì nó có vài con hen khá là ngon xét về sức mạnh thì bữa giờ các bạn chưa được chơi xem cái deck gì mình chơi nhỉ để mình xem thử chơi deck gì chứ giờ cái auto này thì thử một trận nữa nhá thử một trận nữa đi tại mình đang rảnh ý cái kia nó đang chờ chờ tham các bạn cái kia thì mình kiểu mình đang đợi qua 12 giờ ấy nạp tham bây giờ mà không quay nữa thì nó chẳng để làm gì là quay nốt cho bạn xem qua 12 giờ thì nạp tham cho nó tiết kiệm ý hôm nay là thứ hai thứ ba đợi thứ ba nạp tham rồi tính cho nó tiểu kiểu tiết kiệm bây giờ nạp tham được có một tiếng thì nó hết mất một ngày Thôi đừng đừng gặp boss nha, gặp boss thì nó dễ. Thử nha, thử bị boss xem nào. Boss rất là dễ win hơn các bạn. À ngon. Con ma hát này này có nhiều khi nó bốc lên sớm thì nó cút nhá. Bởi vì nó bốc lên sớm nó sẽ không triệu hồi được ấy. Còn kia thì nó phun một đống bẫy vậy khó nhờ. Lại ma hát xong bị bắt luôn. Ờ, chết hai con ma hát. Nó mất dạy nhờ. Mình cho mấy con 4 sao, 4 sao 2k dam ấy. Đây là tất cả những con 4 sao nó đều 2k dam hết nhá. Còn con này sao nó không triệu à hình như nó không lấy bài à có tập sự này không thể hồi nhỉ? À con này là chọn bài nhá. con này do nó là chọn bài nên nó không triệu đặc biệt các bạn ạ. còn cái con tập sự chưa nâng cấp ấy thì nó là lựa lấy bài ngẫu nhiên nên là con này dùng auto được. ừ con này dùng auto được nhá. còn con này là chọn bài nên là không auto được. để xem mình có mấy cái trận mình thua cho nó có xe lên đêm nhỉ? nào đường xe nhá. ừ may thế nhỉ? lại lại a đấy thấy không vừa vừa bảo phát xe luôn. bảo rồi nghi nghi mấy cái trận mình mình thua bọn nó xe lên đấy cái trận này là mình đánh gì nhỉ đánh trận này không có thuyền cỏ à à ừ trận này không có thuyền cỏ này mấy thằng này kiểu mấy cái trận mình ăn auto ấy xong trận thứ hai là mình thử thách bạn đã thử thách người ta lên con nữ bố cái lần thứ hai là mình thử thách người ta lên nữ bố thôi tức ra nãy giờ mình ăn auto chứ mình ngồi chơi đầu xem ngồi xem mấy cái thằng nó diễn cầu bạc các thứ ấy. nếu mà không biết thì lại siêu đồng an toàn mẹ nãy gặp nạp tiền cái không hiểu tại sao nhá có mình quen một ông ông đấy ngồi auto một đêm ông được hai bộ mà chưa nạp tiền anh làm chưa cái mua tỷ lệ nhá chưa mua tỷ lệ ngồi auto đúng một đêm được hai bộ pha rồng hai bộ pha rồng auto một đêm auto ba đêm thì phải tính đến bây giờ thì hình như là ba đêm rồi auto đúng ba đêm không nạp không nạp tỷ lệ nhá mà được hai bộ pha rồng chưa hiểu cái chuyện gì xảy ra bạn này thì chưa chuyển sinh được bạn chắc là quýt nhá cho đỡ mất thời gian chưa giờ cháu chịu chuyển sinh này đỡ làm sao được mất cái bẫy sát vụn rồi các bạn ạ nếu mà còn bẫy sát vụn thì giòn đấy kiểu nó trêu trêu người ta được một tí nhưng mà giờ không còn bẫy sát vụn thì hơi hơi dở mình biết rồi ngay mà mấy cái trận mình ngồi xem auto nhưng mà không sao các bạn ạ mấy cái trận này thì kiểu đấy các bạn biết rồi đấy chơi game chẳng qua là để giải trí thôi thắng thua không quan trọng thằng nào thắng thì bớt bớt xe lại nhá người ta lại đánh giá cho bây giờ nick nick bỏ tiền ra thì người ta kêu đi mượn à đi mượn đúng không nick nick bỏ tiền ra thì người ta kêu đi mượn còn cái gì nhỉ À, đánh đánh kiểu chơi chơi vậy thì mấy thằng lại lại thắc mắc đánh kiểu gì lúc giải thích cho người ta thì người ta lại lý do đi chấu đời đúng là lúc người ta hỏi đánh kiểu gì mình giải thích lý do cho lại bảo lý do đi chấu đời chắc là giờ thở chỉ có thở thôi mới không bị người ta đánh giá cái này là võ thần à cái pha này đi trước thì ngon các bạn cái pha này đi trước thì ngon pha này đi trước ví dụ như dùng được cái bẫy sát vụ này này võ thành cũng niệm ngay giờ bốc được tiên tri hư vô nhỉ nào thử nhá cái pha này nửa nửa auto khôn khôn tí các bạn cái pha này bốc một tiên tri hư vô là giòn này Ê Tiên tri hư vô Khó nhờ con con này thì nó chưa làm được gì nhỉ Đẩy Đẩy một lá bài trên sân đối thủ về bộ Đẩy chắc là nó đẩy được con này đúng không Con này nó kiểu thần khí không chết thôi Nhưng mà đẩy chắc là đẩy được đúng không Đoán thế Rồi thằng này nó vẫn còn combo được à Rồi phản xung này Úp cái lá này, này Theo auto Chơi theo auto nhá Cháu chơi theo auto thôi Con này đẩy về đúng không không chết hả? À, chết mẹ rồi nó nộ Nộ không phải auto rồi các bạn ạ à. <laughs> nộ pha này không phải auto rồi Bởi vì auto không ai không ai có thể đẩy được ý Chiêm tinh bóc tách hoặc bóc tách thì giảm đam nhá Tự sát ra căn lượng đi này, này ok sang úp bảy sát vụ nữa Rồi đó Mình chỉ giả vờ auto thôi Đấy là chơi deck auto nhá Nó phá được cái này không nhỉ? Phá được nhưng mà chưa thua được các bạn ạ Phá thì chưa thua được bởi vì là Có tường sinh mệnh ý À À, giảm bài với con ES, tuổi ngăn con Tuổi ngăn con, nên bài làm sao đừng mà lên Nó triệu hồi thường á, triệu hồi thường hộ xem nào Bình thường bây giờ bạn này sẽ triệu hồi thường nhá Bạn này bây giờ sẽ triệu hồi thường đúng không Hoặc là bạn này sẽ phá cái bẫy sát vụ của mình đi Triệu hồi thường thì có phản sung no các bạn Triệu hồi thường thì có phản sung no rồi Ai nhưng đẩy về trên tay à À, đẩy về trên tay thì vẫn giòn nhá Giờ cho thuyền có muốn tên này Bây giờ làm con này nên đúng không Đấm thì chắc là chưa chết đúng không Lại phá à? À phá thì bị đẩy, đẩy bẩy về ok kìa bạn tôi Cái này nếu mà nó triệu hồi thường ấy Mình vẫn đẩy nó về được Đấy Ôi bạn tôi ơi lên hộ tôi con Linh S xem nào Bạn lên hộ tôi con Linh S Hơi bị khó đấy các bạn ạ Nếu mà úp hai cái lá này thì lên Linh nhẹ Nhưng mà tôn sau nếu mà không có phản xung thì hẹo nhá Tôn sau nếu không có phản xung thì hẹo các bạn ạ Ô nó phá được à Ôi chịu Mấy thằng này nó chơi ghê quá Auto bây giờ nó không giòn như ngày xưa rồi Mahat à Mahat ấm được con này không Con này hệ quang rồi lữ bố à pha này có thuyền cỏ thì nên được lữ bố này lữ bố thì nó phải là một cái con tam quốc các bạn ạ một con tam quốc cũng được ấy nhưng mà giờ nó chưa có thì pha này mà có ấy thì ngon nhưng mà nó lên linh nghĩa thì mình vẫn thua các bạn ừ nó lên linh nghĩa thì vẫn thua thôi Ồ, ok nay sương sương deck auto thì được có 3 trận đầu à ba trận đầu kiểu gặp người gây khó khăn được ấy mấy trận này hơi khó nhá mấy thằng mất dạng tự nhiên nó xe nên xong chúng nó đánh giá tôi chơi gà nhưng mà chúng mày có thể bé bé cái mồm không cứ nói như vậy thì người ta biết hết thì dở ngoài ra là không auto đâu ạ còn xe trận nào nhỉ đây cái trận này này căng xe các thứ đời đau thế nhờ cái trận trước hay hơn ý cái trận trước hay hơn mà bạn này không xe ấy cái trận trước kiểu bạn ấy bất được hơn ý cái bạn xin này này cái trận trước bất được hơn thì không xe xe đúng cái trận mình không bốc được bẫy sát vụ buồn thật ok